Thưa quý vị khán giả, test nhanh COVID-19 ngay tại nhà có ưu điểm thuận tiện khi sử dụng và cho kết quả trong vòng 30 phút. Cách thức tự lấy mẫu test nhanh không quá khó. Có hai kỹ thuật lấy mẫu người dân có thể áp dụng ngay tại nhà là kỹ thuật lấy dịch tị hầu và lấy dịch mũi. Điều lưu ý khi tự làm test nhanh tại nhà chính là lựa chọn bộ test nhanh nằm trong danh sách phê duyệt của Bộ Y tế. Đồng thời cần tham khảo kỹ các thông tin hướng dẫn đi kèm bộ test để thực hiện đúng các bước lấy mẫu, test và đọc kết quả để có kết quả chính xác. Hướng dẫn người dân thực hành tự lấy mẫu test nhanh. Bước 1. Thu thập mẫu. Ở bước này, tùy theo mỗi bộ kit test khác nhau mà có thể yêu cầu việc thực hiện lấy mẫu dịch tị hầu hoặc dịch mũi. Đối với các bộ kit test yêu cầu lấy mẫu dịch tị hầu, thao tác lấy mẫu dịch tị hầu, người được lấy mẫu có thể ngồi hoặc nằm, đầu nghiêng về sau một góc 70 độ. Người lấy mẫu cầm cán que lấy mẫu tị hầu, thường kèm theo bộ test, nhẹ nhàng xoay và đưa đầu bông qua lỗ mũi, đẩy dọc sàn mũi tới khoang mũi hầu cho đến khi thấy có lực cản nhẹ, sau khoảng 1/2 khoảng cách từ đầu mũi đến dái tai. Xoay que 3 lần và giữ yên 10 giây cho đầu que hấp thu tối đa mẫu phẩm. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi người được lấy mẫu và cho vào ống đã chứa sẵn đệm chiết mẫu. Đối với các bộ kit test yêu cầu lấy mẫu dịch mũi, thao tác lấy mẫu dịch mũi, người được lấy mẫu có thể ngồi hoặc nằm, đầu hơi nghiêng về phía sau. Người lấy mẫu cầm que lấy mẫu dịch mũi, thường kèm theo bộ kit test. Nhẹ nhàng đưa đầu bông vào lỗ mũi thứ nhất cho đến khi có lực cản nhẹ và không còn nhìn thấy đầu bông. Sau khoảng 2 cm, xoay que 3 lần và giữ yên 10 giây. Tiếp tục xoay và ngoái đầu bông để lau toàn bộ thành trong và cuối khoang mũi cho đến khi đầu bông ướt hoàn toàn. Chuyển đầu bông sang lỗ mũi thứ hai và lặp lại thao tác như lỗ mũi thứ nhất. Nhẹ nhàng xoay và rút que mẫu ra rồi cho vào ống đã chứa sẵn đệm chiết mẫu. Bước 2. Xử lý mẫu. Thao tác xử lý mẫu, cho 10 giọt khoảng 300 ml đệm chiết vào ống chiết rồi đặt lên giá đỡ. Nhúng đầu que lấy mẫu đã thực hiện lấy mẫu vào ống chiết, xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống khoảng 10 lần để đầu que ngâm trong dung dịch khoảng 1 phút. Bóp cho hai thành ống ép vào đầu que, từ từ xoay que và ép đầu que khi rút que ra khỏi ống để thu được càng nhiều dung dịch càng tốt. Hủy que mẫu đã sử dụng theo quy định đối với chất thải lây. Đẩy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt đi kèm, giữ đầu ống thẳng đứng, miệng ống hướng lên trên, lắc qua lại theo chiều ngang phần đáy ống 10 lần để mẫu đều và đồng nhất. Chú ý quan sát mẫu trước khi thực hiện xét nghiệm, nếu các mảng dịch này còn trong mẫu, cần lắc thể để làm tan tối đa, tránh để dung dịch chạm tới đầu lọc của nắp nhỏ giọt trong quá trình lắc. Bước 3. Quy trình xét nghiệm và phiên giải kết quả, nhỏ 3 giọt, khoảng 100 microlit. Mẫu chiết vào ô nhận mẫu của khay thử và bắt đầu đếm thời gian. Đọc kết quả tại thời điểm 15 phút, không sử dụng kết quả sau 20 phút. Cách đọc kết quả test nhanh. Mẫu sẽ có kết quả dương tính khi xuất hiện hai vạch ở cả vị trí C và T trên khay thử. Mẫu sẽ có kết quả âm tính khi chỉ xuất hiện một vạch ở vị trí C trên khay thử. Trong trường hợp không xuất hiện vạch nào hoặc chỉ xuất hiện một vạch tại vị trí T trên khay thử là kết quả không hợp lệ, cần thực hiện lại xét nghiệm. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc lựa chọn các bộ kit test có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã được cấp phép, người dân cần chú ý mỗi bộ kit test nhanh khác nhau có thể sẽ có những điều chỉnh nhất định, do đó cần đọc kỹ hướng dẫn của từng bộ kit. Cần chú ý đến thao tác lấy mẫu vì bước này vô cùng quan trọng, quyết định đến tính chính xác của việc thực hiện xét nghiệm. Đồng thời, cần chú ý các biện pháp vệ sinh, xử lý các rác thải liên quan để đảm bảo an toàn sinh học.